Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái cách trồng mạ lúa mì. Đây cũng là một cái mong muốn mà Anna đã nhận được rất là nhiều những cái lời yêu cầu khác nhau của những bạn đang thường xuyên theo dõi những video clip và theo dõi kênh của Yobo. Thì mạ lúa mì của chúng ta khi mà đã thành thành phẩm thì trông như thế nào ạ? Mạ lúa mì của chúng ta khi mà thành thành phẩm thì nó có chiều cao khoảng tầm 8 cho đến 10 cm, và khi mà gieo trồng mạ thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta chẳng cần gì cả ngoài nước. Bởi vì sao? Bởi vì cái hạt của mạ nó đã có đầy đủ những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cái cây mạ non phát triển đến khoảng 8 đến 10 ngày tuổi rồi. Vậy mạ lúa mì là một thực phẩm như thế nào mà lại Anna lại cần phải hướng dẫn cho bạn để bạn có thể tự trồng ở nhà như vậy? Trước tiên đây là cái cây lúa mì non từ 8 cho đến 10 ngày tuổi, và cái tác dụng của nó thì đã được chứng minh là vô cùng hiệu quả đến với sức khỏe con người. Nếu như mà bạn có thể sử dụng được 15 kg mạ lúa mì thì bằng với cái việc là mỗi ngày bạn ăn 1 cân các loại rau xanh liên tục trong vòng 1 năm, tức là chỉ cần một ngày mình có khoảng 30 ml nước ép mạ lúa mì thôi, thì tương đương bằng với việc bạn có dinh dưỡng từ 1 cân cho đến 1,5 kg rau xanh. Trong mạ lúa mì có khoảng hơn 17 axit amin, hơn 10 khoáng chất, 13 vitamin và hơn 100 loại enzyme khác nhau. Hàm lượng vitamin A và canxi trong mạ lúa mì nhiều hơn hàm lượng này ở trong sữa tươi. Hàm lượng vitamin C nhiều hơn ở trong cam, và hàm lượng đạm nhiều hơn trong thịt gà và trứng gà. Bởi vậy cho nên mạ lúa mì được xếp vào một trong 3 loại siêu thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhất mà trái đất của chúng ta có được. Và mạ lúa mì có hơn 70% là diệp lục. Nó nói một cách khác thì cái diệp lục này chẳng khác gì hemoglobin ở trong hồng cầu máu người. Chỉ khác là trong nhân hemoglobin thì nó có dù sử dụng nhân sắt cho nên nó có màu đỏ. Còn trong diệp lục thì nó là dân magie cho nên là nó có màu xanh. Vậy thôi. Vậy khi mà bạn sử dụng được những loại thực phẩm có màu xanh như mạ lúa mì thì tức là bạn đã ăn năng lượng mặt trời ở dạng lỏng. Mạ lúa mì đã được Yobo áp dụng thực tế trong suốt cái thời gian hoạt động vừa qua để mà có thể đưa thêm mạ lúa mì vào một trong những loại thực phẩm trong các cái liệu trình tăng cân, giảm cân, phòng chống ung thư, phòng chống những bệnh mãn tính, trẻ hóa. Và bạn biết không, một trong những cái tác động rất lớn của mạ lúa mì là khả năng sửa chữa cho tế bào. Và với cái khả năng sửa chữa đó thì tự động tế bào được đưa về cái trạng thái trẻ hóa tự nhiên, được có một cái hoạt động cân bằng, trao đổi chất cân bằng. Vì vậy mà có những người mong muốn giảm cân thì giảm được cân, có những người mong muốn tăng cân thì tăng được cân. Quan trọng này, khi mà chồng của chúng ta sử dụng mạ lúa mì thì bằng một cái cách thần thánh nào đó, anh ấy sẽ bỏ được cà phê này, anh ấy bỏ được cả bia rượu luôn. Cho nên Anna rất là khuyến khích tất cả chúng ta có thể tự trồng mạ lúa mì ở nhà để có thể cho cả gia đình sử dụng mỗi ngày tươi. Nó sẽ có rất là nhiều những cái giá trị dinh dưỡng khác nhau. Và có một cái tác dụng phụ của mạ lúa mì vô cùng quan trọng là khi mà mình sử dụng thường xuyên thì cơ thể của chúng ta sẽ có một cái mùi thơm rất là nhẹ nhàng. Đây cũng chính là một trong những cách mà chúng ta có thể thải độc được cái mùi khó chịu của cơ thể của chúng ta. Và chắc chắn là khi bạn sử dụng khoảng 1 tháng trở lên thì bạn sẽ thấy cái cơ thể của bạn thay đổi rất là nhiều. Vậy trồng mạ lúa mì có khó không? Chúng ta sẽ đi vào nhé. Đây là hạt giống mạ lúa mì. Và với hạt giống mạ lúa mì như thế này thì chúng ta sẽ ngâm trong nước. Cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ ngâm hạt giống khoảng 8 cho đến 12 tiếng tùy vào cái điều kiện của hạt ấy. Tức là có những loại hạt thì nó phải được ngâm 12 tiếng, có những loại hạt thì ngâm 8 tiếng. Thì bạn chỉ cần ngâm xong một lần, bạn quan sát cái lô hạt giống đấy là bạn đã biết rồi. Và hạt giống của chúng ta, nếu như bạn sống ở khu vực phía Nam như là Sài Gòn thì bạn có thể ngâm bằng nước lạnh luôn. Còn nếu bạn sống ở khu vực phía Bắc vào những cái tháng mùa bắt đầu mùa đông đến thì bạn hãy ngâm ở nước 45 cho đến 50 độ C nhé. Mình ngâm thì mình sẽ ngâm khoảng 2 gấp đôi nước lên, tức là 2 nước 1 hạt, để hạt nó nở ra thì chúng ta có đủ cái lượng nước cho hạt. Và sau khi ngâm hạt, đây chúng ta sẽ tiến hành ngâm hạt giống mạ lúa mì nhé.
Đây là khay hạt. Như Anna mô tả là hai nước và một hạt và mình ngâm như thế này. Và mình cứ ngâm như thế này thôi ạ. Như Anna đang ở Sài Gòn cho nên là Anna dùng nước nguội luôn. Và khi mà bạn ngâm như thế này, bạn sẽ để như thế này khoảng 8 tiếng. Sau khi 8 tiếng xong thì bạn sẽ vớt hạt giống mạ ra, bạn để ráo nước và bạn sẽ ủ bằng cách là để ở trong bóng râm, có thể là trong phòng kín và tối, và bạn đậy lên một cái lớp vải mỏng, thì chúng ta ủ hạt. Và cái này, cái chén này chính là hạt giống đã được ủ. Thời gian ủ hạt của chúng ta kéo dài từ 1 ngày cho đến 2 ngày, tùy vào cái điều kiện thời tiết của bạn. Tức là thời tiết càng nóng, nhiệt độ càng cao thì hạt giống nảy mầm dễ hơn. Còn ví dụ thời tiết lạnh thì hạt giống nảy mầm nó sẽ chậm hơn. Và một cái điều cần phải lưu ý đó là khi mà bạn bạn ủ hạt á, thì bạn phải để nó ở trong bóng tối hoàn toàn. Nó giống như là mình để ở dưới dưới lòng đất á, như điều kiện dưới lòng đất. Tức là không đến mức độ là không có một tia sáng nào lọt vào, nhưng mà nếu mà nó càng tối thì hạt giống nảy mầm càng tốt. Khi hạt giống nảy mầm đến cái lúc mà bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có hai cái rễ và một cái mầm, thì lúc đó là lúc mà bạn có thể mang ra để cho mà mình có thể trồng được. Và khi cái mầm của mình á, mà nó cao khoảng 2 cm, thì lúc đó là lúc bạn gieo, được chưa? Bạn sẽ gieo cái hạt giống ra. Xin lỗi, đoạn này nói lại nhé. Và khi mà cái mầm của mình á, nó khoảng cỡ 1 cm, thì lúc đó là lúc bạn có thể gieo được cái hạt giống mạ lúa mì này vào các khay, được chưa ạ? Một cái khay bạn có thể dùng nó như thế này ạ. Có trái tim của Yobo. Bạn có thể dùng nhiều cái kích cỡ khay khác nhau, nhưng mà hôm nay Anna sẽ gieo cho bạn trên cái này. Và cái cách để mà gieo rất là đơn giản, mình không cần dùng đất hay bất kể một cái giá thể nào cả, tại vì cái dinh dưỡng ở trong hạt giống có đủ khả năng để nuôi hạt giống trở thành một cái thân mạ khoảng 8 ngày tuổi. Và cái chúng ta cần là giấy sạch. Giấy sạch, và mình sẽ lấy khoảng 3 cho đến 4 lớp để mình để ở bên dưới cái khay mạ của mình. Bạn sẽ thấy nó đơn giản đến bất ngờ luôn. Rồi, sau đó thì chúng ta dùng một ít nước để chúng ta xịt. Và chúng ta sẽ bắt đầu rải mạ ra. Cái mạ mà rải của chúng ta ấy, là chúng ta sẽ rải từ mỗi lớp chỉ từ 1 cho đến 2 lớp hạt thôi, chứ mình không nên là rải quá dày ạ. Và mình rải đến đâu á thì mình xịt cho mạ một chút nước. Tại vì cái giai đoạn này là giai đoạn mà mạ cần nhiều nước nhất đấy ạ, hạt giống cần nhiều nước nhất. Và sau khi mà chúng ta rải ra thì chúng ta tiếp tục để ở trong bóng tối khoảng thêm 1 ngày nữa, tùy vào điều kiện thời tiết mà có thể sẽ là 1 ngày hoặc là 1,5 ngày. Sau đó thì khi mà cái mầm của mạ nó lên cao khoảng tầm 1,5 cho đến 2 cm, thì lúc đấy bạn bắt đầu đưa ra ánh sáng. Và cái lúc mà bạn trước khi bạn đưa ra ánh sáng thì do là chưa có ánh sáng mặt trời cho nên là cái mầm mạ nó sẽ màu trắng. Còn khi mà bạn đưa ra ánh nắng mặt trời chỉ cần sau vài tiếng thôi thì mầm mạ sẽ bắt đầu phát triển thành màu xanh như thế này. Và sau khi mà mầm mạ đã phát triển thành màu xanh thì bạn liên tục tưới nước cho mạ. Cái kỹ thuật tưới nước cho mạ đó là bạn sẽ tưới làm sao mà lúc nào trông cái mạ cũng đủ nước nhưng không bị ngập. Thì như vậy thì nó sẽ đảm bảo là mạ có thể phát triển được và không bị nấm mốc. Sau đó khoảng tầm 2 ngày đến 3 ngày thì mạ sẽ phát triển lên được chiều cao khoảng tầm 3 cho đến 4 cm như thế này. Và mình tiếp tục tưới nước thường xuyên. Thì chúng ta sẽ có khoảng sau khoảng 8 ngày thì chúng ta sẽ có những khay mạ như thế này. Và đây chính là cái chiều cao của mạ mà đã có thể thu hoạch. Và khi mà thu hoạch thì chúng ta sẽ cắt ra, đúng không ạ? Chúng ta cắt ra. Và chúng ta có những cái hạt mạ như thế này. Và mạ để mà có thể có nhiều dinh dưỡng nhất thì sau khi cắt ra bạn để khoảng 4 tiếng rồi mới ép. Chứ không phải là bạn cắt ra thì bạn ép luôn. Và khi mà bạn sử dụng mạ, bạn sẽ thấy là nó có một cái vị ngọt tự nhiên, rất là thanh, không lẫn đi đâu được.
Và nếu như mỗi ngày mà bạn có 30 ml mạ lúa mì như vậy thì cơ thể tế bào của chúng ta sẽ nhận được rất nhiều chất dinh dưỡng, và quan trọng là các tế bào hồng cầu của chúng ta sẽ có rất nhiều hemoglobin, có coi như là những cái loại xe tải có thể vận chuyển được oxy đi đến sâu sâu từng tận những cái tế bào ngõ ngách nhất, và như vậy thì tế bào ung thư sẽ không phát triển được, các bệnh mãn tính sẽ không phát triển được, và những cái cặn bã độc tố như là mỡ cũng được tính là một loại cặn bã và độc tố. Ý ở đây là mỡ dư thừa chứ không phải là cái lượng mỡ vừa đủ để bảo vệ cho cơ thể của chúng ta. Thì những cái gì mà dư thừa được tính là cặn bã sẽ được cơ thể tế bào loại bỏ ra ngoài. Tế bào chỉ cần cung cấp cho nó những thứ nó cần thôi. Sau đó rồi mọi thứ còn lại thì cứ để cho hệ thống tự động của cơ thể giải quyết. Và như vậy là Anna đã hướng dẫn bạn xong cái cách có thể gieo trồng được mạ lúa mì vô cùng đơn giản mà bạn có thể áp dụng tại nhà. Chúc bạn thành công, và nếu như bạn thấy thông tin này hữu ích và hay, xin hãy cho Anna một like, một share, bấm chuông và đăng ký kênh YouTube của Yobo để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục thường xuyên ra những video clip tiếp theo. Xin chúc bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.